Chào mừng các bạn đã đến với Phê Kinh Dị 1408, bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện ngắn cùng tên của tác giả lừng danh Stephen King. Đến với khán giả lần đầu tiên vào mùa hè năm 2007, 1408 đã đạt được những thành công nhất định cả về doanh thu cũng như đánh giá. Ấn tượng lớn nhất của mình đối với bộ phim này khi xem phim 12 năm trước đấy là chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lý nào cho sự quỷ quyệt của căn phòng này. Trước khi bắt đầu, phiên bản 1408 mà mình sử dụng trong video này là bản của đạo diễn. Lý do vì sao thì lát xuống dưới mình sẽ nói kỹ hơn. Ok, 1408 theo chân nhà văn Mike Enslin, người chuyên đi săn chuyện ma ở các địa điểm nổi tiếng như nghĩa địa, biệt thự hay nhà nghỉ. Một ngày nọ, ông bỗng nhận được một chiếc thiệp với dòng chữ "Đừng vào phòng 1408" của khách sạn Con Cá Heo tại New York. Tò mò, Mike lập tức đến đây để trải nghiệm. Dẫu cho người quản lý của khách sạn, ông Olin, có cố gắng hết mực để thuyết phục Mike từ bỏ ý định trên, rằng không ai có thể sống sót trong căn phòng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn kiên định. Từ đây, hàng loạt những sự kiện kinh hoàng xảy ra với Mike tại 1408. Trong quá trình xem lại phim để thực hiện video này, mình nhận ra rằng 1408 là một tác phẩm kinh dị được đầu tư kỹ lưỡng, có kịch bản chặt chẽ, diễn xuất cực kỳ tốt, với tiết tấu dồn dập, đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hầu như toàn bộ thời lượng của 1408 không hề có một đoạn nào bị trùng xuống hoặc bất kỳ một chi tiết thừa nào. Đây thật sự là một bộ phim kinh dị chỉn chu. Và vì video này sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của 1408, nên nếu bạn nào chưa xem thì mình thành thực khuyên rằng hãy tắt video này đi và bật phim lên và thưởng thức 1408 để tránh spoiler không đáng có. Còn nếu các bạn xem rồi hoặc là không quan tâm đến spoiler thì chúng ta bắt đầu thôi. Các cụ có câu, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi trách căn phòng quỷ quyệt, hãy cùng mình tìm hiểu xem Mike Enslin thực chất là một con người như thế nào mà lại muốn đích thân lao đầu vào 1408 nhé. Như mình có nhắc ở trên, Mike là một nhà văn chuyên đến những địa điểm được đồn thổi là có ma ám. Anh dành một khoảng thời gian ở đây để trải nghiệm nó, rồi sau đó viết về trải nghiệm của mình và đánh giá những địa điểm dựa trên một thang điểm có sẵn. Nghe giống một bên YouTube nào đấy làm về phim nhỉ? Và giống như các tác phẩm khác của Stephen King, Mike thực chất cũng là một phần con người của vị tác giả. Mike thường xuyên tìm đến rượu để làm nguồn cảm hứng, để cuốn trôi đi những nỗi day dứt mà ông có trong lòng. Trước khi trở thành một nhà văn kinh dị, Mike gây được tiếng vang với tác phẩm The Long Road Home hay Đường Dài Về Nhà. Cuốn sách này khắc họa một quan hệ gia đình đầy tiếc nuối mà khả năng cao được dựa trên chính mối quan hệ giữa Mike và người con gái xấu số Katie. Trong phim, Mike là một người sống đơn độc. Anh gửi cha vào viện dưỡng lão để ông phải sống một mình và rời bỏ người vợ cũ Lily sau khi con gái của hai người qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Mike không dám đối diện với thực tại đau đớn mà lựa chọn trốn chạy nó. Anh chối bỏ niềm tin của mình vào Chúa vì những câu chuyện hão huyền về một thiên đường sau cái chết đã không thể nào cứu được Katie. Và một khi đã không còn tin vào thế giới sau cái chết thì việc gì anh phải tin vào những hồn ma còn vương trên trái đất nữa. Từ đó, anh đi bóc mẽ những nơi được cho là có ma ám, đập vỡ hết niềm tin của những độc giả tìm kiếm sự ly kỳ. Ấy là cho đến khi anh đến căn phòng 1408. Giống như hầu hết những địa điểm ma quái giả tưởng, 1408 cũng được lấy cảm hứng từ một địa điểm có thật, đó chính là khách sạn Coronado ở Mỹ. Nơi nghỉ dưỡng xa hoa khét tiếng này đã chứng kiến rất nhiều vụ tự tử khác nhau, mà nổi tiếng nhất là vụ của nạn nhân Kate Morgan, người đã tự kết liễu mạng sống bản thân bằng một khẩu súng. Cho đến tận ngày hôm nay, hàng loạt khách du lịch khắp nơi trên thế giới vẫn chọn Coronado là điểm đến với hy vọng được đích thân trải nghiệm những sự kiện kỳ bí giống như chính các độc giả của Mike Enslin. Qua người quản lý Gerald Olin, được thủ vai bởi Samuel L. Jackson, chúng ta biết được đôi chút về thông tin của căn phòng ma quái 1408. Nó được đặt ở tầng 14 của khách sạn Cá Heo. Tuy nhiên, khách sạn này đã hoàn toàn bỏ qua tầng 13 và lên tầng 14 luôn vì e sợ số 13 mang lại vận rủi, nên trên lý thuyết 1408 vẫn nằm ở tầng 13. Hơn nữa, những bạn thích chơi Ombake ắt hẳn sẽ nhận ra tổng giá trị của 1408 là 13. Và bộ khóa cửa của 1408 có mã số là 6214, tổng của chúng cũng là 13. Ngay từ khi khách sạn được khánh thành vào tháng 10 năm 1912, 1408 đã sát hại nạn nhân đầu tiên, ông Kevin O'Malley. Từ đó đến thời điểm phim 1408 xảy ra là khoảng năm 2007, căn phòng đã tồn tại 95 năm, là thủ phạm của tổng cộng 56 cái chết. Lý do tử nạn trải dài từ những sự cố hy hữu tự nhiên đến những hành động kinh tởm, bệnh hoạn như tự hủy hoại bản thân. Một nạn nhân đã chết chìm trong bát súp gà, trong khi người khác thì lại tự rạch cổ rồi cố gắng khâu nó lại. Theo như lời mô tả của Olin, 1408 không bị linh hồn ác ám mà căn phòng này chính là ma quỷ. 1408 không trực tiếp giết các nạn nhân mà thao túng tâm trí của họ, khiến họ phát điên đến mức phải tự kết liễu bản thân. Không ai có thể sống sót trong phòng lâu hơn một tiếng. Chính vì vậy mà từ khi lên làm quản lý, Olin cấm thiệt không cho bất kỳ một vị khách nào nhận phòng. Toàn bộ nhân viên khách sạn Cá Heo cũng biết điều này, họ sẵn sàng thẳng thừng từ chối đặt chân vào đây.
Mỗi tháng, các nhân viên sẽ chỉ dọn dẹp 1408 một lần. Hai người dọn phòng sẽ cùng làm việc với nhau chỉ trong 10 phút mỗi lượt. Cánh cửa phòng sẽ được mở toang và Olin sẽ trực tiếp đứng giám sát. Ấy vậy, vẫn từng có một cô hầu gái bị kẹt trong nhà tắm của 1408 và cô đã tự tay móc mắt mình ra. Ngoài ra, những đồ dùng điện tử như điện thoại hay laptop cũng sẽ hoạt động thiếu ổn định dưới sự tác động của 1408. Sau khi Mike check-in 1408, anh vẫn tưởng đây là một căn phòng bình thường cho đến khi radio bất chợt tự bật bài hát We've Only Just Begun hay Chúng Ta Chỉ Vừa Bắt Đầu Thôi của nhóm nhạc The Carpenters, một lựa chọn không tồi thể hiện gu âm nhạc đỉnh cao của 1408. Rồi, chỉ 7 phút sau, bài hát lại được tự động bật lên. Lần này, đồng hồ bắt đầu đếm ngược một tiếng. Sau đó, hàng loạt những sự kiện khó hiểu liên tục xảy ra. Cửa sổ bỗng nhiên sập xuống tay của Mike, vòi nước bỗng nhiên tuôn ra nước sôi. We've Only Just Begun được bật lên lần thứ 3. 1408 đã nắm trọn Mike trong móng vuốt của nó. Thật sự hoảng sợ, Mike có điện súng tiếp tân nhưng người ở đầu dây bên kia dường như không đoái hoài gì đến anh. Chiếc điện thoại này đang được căn phòng ma ám sử dụng. Anh tìm mọi cách để thoát ra nhưng bất thành. Trong nỗi lo sợ tột độ, Mike hướng ra ngoài cửa sổ để tìm sự cứu giúp từ người đàn ông ở phòng đối diện. Nhưng 1408 đã thao túng được tâm trí của Mike. Người đàn ông đó chính là anh. Không tin vào ma quỷ, Mike vẫn nghi rằng sự hoảng loạn mới chính là thứ đang chi phối mình. Bỗng nhiên, TV lóe sáng với hình ảnh vợ con của Mike khi cả gia đình của anh còn hạnh phúc. Trong cơn đau buồn, anh lại tìm đến với men rượu nhưng quyết định dừng khi thấy những hồn ma của những người tự tử trước đó. Mike gặp người cha với tâm trí không còn minh mẫn trong 1408. Ông cảnh báo với Mike rằng không sớm thì muộn, anh cũng sẽ ngồi đúng vị trí lạnh lẽo, cô đơn và lạc lõng của ông mà thôi. Khi căn phòng tự nhiên rỉ máu, Mike quyết định cố gắng đi dọc mép tường ngoài cửa sổ để sang phòng kế bên. Nhưng mà 1408 không buông tha anh dễ như vậy. Mọi cánh cửa xung quanh căn phòng nay đều bị bao quanh bởi tường gạch. Mike bị giam với những ký ức ngày anh cùng Lily nhận được chẩn đoán của con gái. Bỗng nhiên, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm dần. Mike sử dụng laptop cố gắng liên lạc với Lily để thông báo với cô về vị trí cũng như tình hình nguy cấp mà anh đang gặp phải. 1408 không cho phép điều này xảy ra, buộc anh phải tìm hướng trốn thoát khác ở ống thông gió. Tuy nhiên, khi từ từ bò trên đường ống bẩn thỉu, Mike phải đối diện với chính những ký ức mà anh muốn giấu kín. Đầu tiên là một người phụ nữ đang ẵm con mà Mike tưởng là người phụ nữ ở phòng kế bên, nhưng không. 1408 đã biến người phụ nữ này thành Lily, còn đứa trẻ khả năng cao chính là Katie. Hình ảnh này phản ánh nỗi ám ảnh, sự dằn vặt của Mike khi anh đã rời bỏ gia đình. Nỗi sợ này càng lúc càng được củng cố hơn khi chúng ta nhớ lại cuốn sách A Long Road Home và về cảnh trước đó, khi tiếng khóc của em bé khiến Mike đau đầu và mọi thứ xung quanh dần trở nên lặng im. Sau đó, nhân vật chính bò đến ký ức ngày bố anh ra sức ngăn cản Mike rời Lily. Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ hơn. Mike Gensling cảm thấy có lỗi với vợ con, với gia đình khi đã không dành nhiều thời gian cho họ. Anh luôn trốn tránh trách nhiệm bằng cách vùi đầu vào công việc, vào rượu chè. Việc Katie qua đời chính là sự kiện khiến Mike không dám quay đầu lại đối đầu với mọi thứ và chạy trốn tất cả. Mike tiếp tục trốn chạy khỏi sự thật trong đường ống cũ kỹ. Anh chạm trán với xác một nạn nhân đầu tiên của phòng 1408, ông Kevin O'Malley, và bị buộc phải quay lại căn phòng ma quái. Quay lại, phản xạ đầu tiên của Mike là tìm đến cồn và tâm trí của Mike đã bất ổn đến mức anh tưởng tượng ra Olin ở trong tủ lạnh của mình và tranh cãi với vị quản lý. Không còn đường thoát nào khác, Mike tìm đến chai rượu mà Olin tặng anh lúc nãy. Tên của chai rượu Pháp mà mình xin phép không đọc bởi sẽ hủy hoại cái hay của ngôn ngữ tình yêu này, có nghĩa là 57 cái chết. Các bạn còn nhớ không, 1408 đã kết liễu 56 mạng người, nó muốn Mike là nạn nhân thứ 57. Anh mở cuốn kinh thánh ra nhưng nó trắng trơn, đến Chúa cũng đã bỏ rơi Mike vì hàng loạt những quyết định sai lầm liên tục trong quá khứ. Nhiệt độ trong 1408 trở nên lạnh lẽo dần, Mike so sánh môi trường anh đang ở với tầng thứ 9, tầng cuối cùng của địa ngục dành cho sự phản bội. Mike đã phản bội gia đình, phản bội chính những khán giả nhẹ dạ cả tin và phản bội chính bản thân mình khi chạy trốn khỏi sự thật. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng 1408 là hiện thân của địa ngục. Nó mời gọi những linh hồn đơn độc, yếu đuối và đầy lỗi lầm đến để bắt họ phải trả giá cho mọi hành động xấu xa mà người này đã gây ra. Trong một tiếng đồng hồ, các nạn nhân sẽ bị đưa qua cả 9 tầng địa ngục. Ở thần khúc Inferno của Dante hay Dante's Inferno, tầng thứ 9 của địa ngục được mô tả là ở trên mặt hồ Cocytus lạnh lẽo, giống với cảm giác mà Mike đang trải qua. Vậy là chỉ còn dưới 15 phút. Mike tiếp tục FaceTime với Lily nhưng lúc này, 1408 đã giả làm anh và hẹn cô đến khách sạn Cá Heo. Địa điểm gặp nhau là căn phòng chết chóc. Bỗng nhiên, nước tràn vào và Mike tỉnh dậy ở bờ biển, nơi trước đó anh lướt sóng và bị sặc nước. Mọi chuyện sau đó xảy ra đẹp như mơ, Mike và Lily quay lại, anh viết được một cuốn sách bán chạy và tới thăm bố ở viện dưỡng lão. Thế nhưng,
Tất cả chỉ là ảo ảnh được 1408 dựng nên để đánh lừa Mike, khiến anh phải phát điên. Căn phòng ma quái thậm chí còn khiến Mike tin rằng KD đã trở về bên anh trong giây phút, khiến Mike mừng rỡ để rồi dập nát sự hạnh phúc ngay lúc đó. Và rồi, vòng lặp thời gian tại 1408 được bắt đầu lại. Mọi thứ trở về nguyên trạng thái ban đầu, như chưa hề có cuộc chia ly. Sau khi nhìn thấy cụm Burmese Life đã xuất hiện trên tường 1408 vài lần, Mike cầm thứ đã chịu trách nhiệm cho rất nhiều quyết định sai lầm trong cuộc đời của mình và biến nó thành một thứ vũ khí. Quay trở lại với cảnh đầu tiên của 1408, số phận của Mike đã được báo trước qua radio. Lời nói trên đài đã mách bảo chúng ta rằng ngọn lửa của địa ngục sẽ thiêu rụi những người phạm nhiều tội lỗi trên đường đời. Anh kết liễu căn phòng và chính bản thân đầy tội lỗi sau khi cho nó điểm cực phê về độ rùng rợn. Nhân vật chính tử nạn trong đám lửa, anh được chôn cất cạnh người con gái Kate Anslin trước sự chứng kiến của người thân và gia đình. Tại đây, Olin tới để gửi cho Lily những đồ dùng có sát lại của Mike nhưng cô đã từ chối. Trong xe riêng, Olin bật chiếc máy ghi âm của vị nhà văn, nghe thấy tiếng nói của Mike và Katie. Ông nhận ra rằng dù qua đời nhưng Mike đã làm được điều mà khi còn sống anh đã không thể, đó là ở cạnh người thật sự cần anh. Bản đạo diễn của 1408 khép lại với linh hồn của Mike tại căn phòng quỷ quái, bước đi theo tiếng gọi của người con gái. Vừa rồi là bản Director's Cut đúng nhất với tầm nhìn của đạo diễn Mikael Hafstrom. Đây là kết thúc mặc định trên tất cả những đĩa DVD và Blu-ray. Tuy nhiên, cái kết này ban đầu đã không làm hài lòng khán giả xem sớm bởi vì nó không tích cực cho lắm. Chính vì vậy, bản chiếu rạp của 1408 đã có một cái kết hoàn toàn khác. Ở bản chiếu rạp mà chúng ta được xem, khi 1408 bốc cháy, những người lính cứu hỏa đã ập vào và cứu Mike kịp thời, sử dụng đúng chiếc rìu mà Jack đã dùng trong The Shining. Sau đó, Mike quay lại với Lily. Khi đang dọn đồ đạc cũ, họ bật chiếc máy ghi âm lên và nghe thấy tiếng của KD. Phim kết thúc. Một câu hỏi đã khiến mình phải băn khoăn hơn 10 năm kể từ lần đầu tiên xem 1408 là ai là người đã gửi tấm thiệp cho Mike? Đáp án đầu tiên lóe lên trong đầu của mình là quản lý Olin. Nếu 1408 là địa ngục, thì phải chăng Olin chính là người dụ dỗ các nạn nhân, người đưa đồ ăn đến cho ác quỷ? Rõ ràng, dáng dấp và cách nói chuyện của Olin hoàn toàn toát lên một sự bí ẩn chết chóc. Hơn nữa, Olin cũng có hiểu biết nhất định về tính chất công việc và các ấn phẩm trước đó của Mike. Mike rõ ràng có thể là mục tiêu của Olin. Tuy nhiên, ở bản cắt của đạo diễn, Olin đích thị là một người bình thường, với mục đích duy nhất là bảo toàn mạng sống cho nhân viên và khách hàng, trong đó có Mike. Điều này đẩy chúng ta vào tình thế phải tin rằng chính căn phòng 1408 đã gửi tấm thiệp cho Mike. Chính 1408 đã giơ tay vẫy gọi nhà văn xấu số của chúng ta đến với nó với mong muốn nuốt chửng linh hồn của anh. Chỉ có điều, kế hoạch này đã không thành công cho lắm và Mike đã chiến thắng. Dù cái kết có như thế nào hay người thật sự gửi tấm thiệp đó là ai, chúng ta đều phải đồng tình rằng quá trình ở 1408 đã thay đổi Mike. Toàn bộ thời lượng ở 1408 đã chứng kiến Mike đi qua cả 5 giai đoạn của sự đau buồn. Anh bắt đầu với sự chối bỏ, không tin vào ma quỷ ở đây, tức giận bản thân và khách sạn, mặc cả với bản thân để tự cố gắng cho mình một hiện thực tốt đẹp hơn, đến tuyệt vọng khi biết sự thật bất biến, để rồi cuối cùng chấp nhận rằng anh phải vượt lên nó, đặt dấu chấm hết cho căn phòng. Bằng một cách trớ trêu, 1408 đã giúp Mike vượt qua nỗi đau sau khi đánh mất KD. Và vừa rồi là giải thích cũng như suy nghĩ của chúng mình về 1408, một bộ phim kinh dị xuất sắc của những năm 2000. Ấn tượng của các bạn về phim này là gì? Giả thuyết của các bạn về căn phòng, về Olin cũng như về người gửi tấm thiệp là gì vậy? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết trong phần comment ở phía bên dưới nhé. Ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó để nhiều người khác có thể cảm nhận cái sự kinh dị này. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim, hãy ấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để ma có đến thì có thể gọi các thứ cho nhanh. Mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.